Cháy rồi hả? Nó mở hả? Mà đúng mà mình nướng gì đúng đúng bài luôn á. Xong khói luôn, thịt xong khói, thịt xong khói. Thịt xong khói. Nướng khói luôn. Cái này mà có miếng gì miếng ngói bỏ lên rồi đổ một xíu mỡ dầu vô rồi. Thịt xong khói. Mùi rã rồi. Mà ra bài đồng á ăn cơm ngon rồi nha. À, bữa nào xuống miền Tây đi, hả? Xuống miền Tây cho ngày. Ngày đợi đi, ngày sau đi, không có cần 3 ngày. Đi 3 ngày, đi ngày sau đi. Được á, hợp lý á. Đây cho máy dọn đó, 2-3 tiếng ngồi tới chỗ rồi.